chào thầy, chào các bạn. Em là Trí Thông, đến từ lớp Phúc Đinh. Hôm nay em sẽ trình bày song thủ một hổ bát của Nepho và Eurozy. Số 1, đầu tiên là anatomy. Ta có quy luật số 3, 3cm là chiều dày của thận, 3x2 là 6cm là chiều rộng của thận, 3x2x2 là 12cm là chiều cao của thận, và khối lượng của thận là 144g. Sự dập, khi ta té từ trên cao xuống, khi chạm đất thì thận vẫn rơi với khối lượng riêng của nó, tạo ra phản lực làm giật kéo cuốn thận, mà thận trái lại cao hơn thận phải, cho nên thận trái dễ cuốn, thận trái dài hơn cuốn thận phải, cho nên dễ bị giật kéo. Số 3 là giãn tĩnh mạch thần kinh tinh hoàn trái. Vì tĩnh mạch tinh hoàn trái đổ vào tĩnh mạch thận trái, mà nơi đó áp lực khoảng 12 mm thủy ngân, còn tĩnh mạch tinh hoàn phải đổ vào tĩnh mạch chủ dưới, nơi đó chỉ có 2 tới 6 mm thủy ngân, cho nên dễ gây giãn tĩnh mạch thần kinh tinh hoàn trái. Về sinh lý thận, mỗi phút hai thận lọc 125ml máu, cho ra 1ml nước tiểu. Vì vậy ban ngày cứ mỗi 4 tiếng chúng ta sẽ đi tiểu một lần, còn ban đêm ít đi tiểu nhờ có ADH. Nhưng có những người đái đêm nhiều, thường là do 4 nguyên nhân: 1. Không ngủ được; 2. Uống nhiều sau 5 giờ chiều; 3. Thiếu ADH; 4. Là tăng huyết áp, tiểu đường và siêu tim. Về sinh hóa, ure được tái hấp thu còn creatinin thì không. Ta ứng dụng cho bệnh nhân mất máu nặng cấp rồi vô niệu. Sau truyền máu hồi sức tích cực, bệnh nhân chỉ có dưới 0,5ml nước tiểu trên phút trong vòng 4 giờ. Lúc này ta cộng phân biệt suy thận chức năng và hoại tử ống thận cấp. Đầu tiên, suy thận chức năng thì bulge trên creatinin máu lớn hơn 20/1, vì ống lượng thận lúc này bình thường và tái hấp thu mạnh về ure, cho nên cho ra tỷ lệ trên. Còn hoại tử ống thận cấp nó không hấp thu được ure nên tỷ lệ này thấp. Quá sinh thì chúng ta làm tổng phân tích nước tiểu và cặn lắng. Ví dụ một sinh viên Y2 bị huyết áp 13/8mm thủy ngân, mạch 80 lần trên phút. Lúc này muốn loại trừ được phim cầu thận cấp mạng, ta nên thử một trong hai hoặc cả hai cận lâm sàng trên. Vi sinh về lâm sàng, bệnh nhân chỉ viêm bằng quang khi pH sàng chậu thay đổi hoặc có bệnh nền. 80% là do E. coli, còn lại 20% là do ba bệnh: một, nhiễm trùng cơ hội do Staphylococcus aureus; 2. Nhiễm trùng bội nhiễm do Proteus; 3. Nhiễm trùng bệnh viện do Leishmania. Mô giải phẫu bệnh học: ung thư thận, renal cell carcinoma; ung thư niệu mạc, transitional cell carcinoma; ung thư dương vật, basement cell carcinoma. Về phôi thai học, tác dụng trên lâm sàng được hai điều là thận đa nang và định lực Weyermeyer. Thận đa nang, định lực Weyermeyer phát biểu khi có thận đôi, một bên thì niệu quản thận dưới cắm đúng chỗ, còn niệu quản thận trên bắt chéo xuống dưới và đổ ra ngoài. Và đây là hình của, và đây là định lực Weyermeyer. Chúng ta phân biệt dựa vào hình này, chúng ta phân biệt được duplication
và bifid duplex và niệu quản thành chi y.